Nhờ tốc độ lan truyền chóng mặt của mạng xã hội, đoạn video ghi lại cảnh một nhóm sinh viên đại học bo băng cả hai chân, hai tay đi xung quanh sân chơi vào tuần qua đã thu hút gần 4 triệu lượt xem. Nhiều người liên tưởng hình ảnh nhóm sinh viên dùng cả bốn chi di chuyển trên mặt đất giống như động tác đi lại của các loài động vật như là mèo, cá sấu hay là gấu. Bài tập thể dục kỳ lạ này còn đi ngược lại quy luật tiến hóa của loài người cách đây hàng triệu năm, từ di chuyển bằng cả bốn chi lên thành đứng thẳng và đi bằng hai chân. Động tác thể dục được mệnh danh là tiếng gọi cổ xưa này được nhận định là không chỉ để tập cho vui mà còn mang lại lợi ích cho sức khỏe con người. Đây là lý do mà càng ngày càng có nhiều sinh viên tại các trường học tham gia luyện tập bằng cách đi đứng bằng cả bốn chi. Trên thực tế thì bài tập thể dục bò bằng cả chân và tay còn được xem là cách giảm căng thẳng và nhàm chán hữu hiệu đối với hàng nghìn sinh viên đang bị mắc kẹt trong các khu ký túc xá trong giai đoạn chính phủ Trung Quốc vẫn thi hành chính sách Zero Covid-19 dựa vào các hoạt động phong tỏa, cách ly và lấy xét nghiệm đại trà. Nhiều chuyên gia cũng đã lên mạng xã hội và khẳng định bài tập đi đứng bằng bốn chi mang lại nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe con người.